thế giới của chúng ta luôn có muôn vàn điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể lý giải được một cách thấu đáo. Chúng ta thật sự nhỏ bé trước vũ trụ to lớn, những gì mà chúng ta không nhìn thấy thì chưa hẳn chúng không tồn tại. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về một vũ trụ đa chiều bên trong chính bộ não con người. Đây là một khám phá gây chấn động của các chuyên gia khoa học. Với khoảng 86 tỷ neuron, não bộ con người là cấu trúc phức tạp nhất trong tự nhiên mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết. Bằng cách sử dụng các phương pháp toán học về topo đại số, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã thu được những kết quả chưa từng được phát hiện trước đây về khoa học thần kinh. Họ phát hiện ra rằng mạng não người có các cấu trúc hình học đa chiều, với số chiều có thể lên đến con số 11. Trong nỗ lực tìm cách xác định các cấu trúc não người, các nhà khoa học phát hiện ra rằng cấu trúc hình học của các kết nối thần kinh và cách chúng phản ứng với các kích thích khác nhau hiển thị như một vũ trụ đa chiều. Theo giải thích của các nhà khoa học, mỗi tế bào thần kinh đơn lẻ trong não của chúng ta có thể kết nối với một tế bào liền kề theo một cách cụ thể để tạo thành một đối tượng có các kết nối phức tạp. Điều thú vị là càng có nhiều tế bào thần kinh tham gia vào các nhóm thì sẽ có càng nhiều chiều được kết hợp với đối tượng. Với sự trợ giúp của topo đại số, các chuyên gia đã có thể lập mô hình cấu trúc bên trong một bộ não ảo. Sau đó, các chuyên gia đã tiến hành các bài kiểm tra trên mô não thật để xác minh kết quả. Và họ phát hiện những nhóm tế bào thần kinh kết nối thành các cụm, số lượng tế bào thần kinh trong một cụm sẽ quyết định số chiều của cụm đó. Lưu ý rằng, chiều mà chúng ta đề cập ở đây là chiều toán học, không phải chiều không gian hay thời gian. Theo nhà khoa học thần kinh Henry Markram từ Viện EPFL, Thụy Sĩ cho biết, chúng tôi đã tìm thấy thế giới mà trước đó chẳng ai có thể tưởng tượng ra. Có hàng chục triệu cụm tế bào thần kinh trong một mảnh nhỏ của não với kích thước lên đến 7 chiều. Trong một số mạng, chúng tôi thậm chí tìm thấy những cấu trúc lên tới 11 chiều. Chúng ta thường cho rằng thế giới chỉ có 3 chiều, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Vì vậy, việc diễn tả cấu trúc 11 chiều khá khó khăn. Tuy nhiên, nghiên cứu này có thể là bước quan trọng tiếp theo trong việc tìm hiểu bộ não con người, một cấu trúc phức tạp nhất mà chúng ta từng biết. Một lần nữa, đây không phải chiều của không gian, thay vào đó nó đề cập đến số cách thức các cụm neuron kết nối với nhau, mỗi cách thức là một chiều. Các mạng lưới thần kinh được phân tích dựa trên những nhóm neuron có liên kết đầy đủ với nhau. Mỗi nhóm này được gọi là một cụm, có những liên kết giữa các cụm này trong não bộ. Số lượng neuron trong một cụm quyết định kích thước, nói cách khác là số chiều của nó. Não người ước tính có đến 86 tỷ neuron, mỗi neuron trong não có thể liên kết một cách đặc biệt với các neuron xung quanh theo mọi hướng, có thể tạo thành mạng lưới tế bào siêu khổng lồ và bằng cách nào đó khiến chúng ta có khả năng suy nghĩ và có ý thức. Do số lượng khổng lồ các kết nối nên chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết cách thức làm việc của chính não bộ của chúng ta. Tuy vậy, mô hình toán học có thể giúp chúng ta tạo ra bộ não kỹ thuật số, mô phỏng chính bộ não của mình. Để kiểm tra tính chính xác của mô hình toán, nhóm nghiên cứu sử dụng một mô hình chi tiết về vỏ não mà Blue Brain Project xuất bản năm 2015. Vỏ não được cho là phần phát triển nhất trong bộ não chúng ta và có liên quan đến một số chức năng bậc cao như nhận thức và cảm giác. Sau khi phát triển mô hình toán và thử nghiệm trên một số mô phỏng máy tính, nhóm nghiên cứu xác nhận kết quả của họ là đúng với thực tế trên mô não chuột. Theo họ, các công cụ toán và mô phỏng cho phép chúng ta nhìn cận cảnh ở cấp độ tế bào các neuron riêng lẻ và toàn bộ cấu trúc não. Họ tìm thấy số lượng đáng kể sự đa dạng của các nhóm và lỗ trống đa chiều, điều chưa từng thấy trước đây trong những mạng lưới thần kinh, dù là sinh học hay nhân tạo. Theo nhà toán học Katrin Hess từ EPFL cho biết, topo đại số cũng giống như kính hiển vi và kính thiên văn kết hợp lại là một. Nó có thể nhìn sâu vào cấu trúc siêu nhỏ ẩn chứa bên trong, như từng chiếc lá trên cây, cả những khoảng trống, cấu trúc lớn hơn. Theo Jan Levy từ Đại học Aberdeen, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, các khoảng trống trong não bộ có thể đóng vai trò rất quan trọng. Khi các nhà khoa học tiến hành một mô phỏng số, họ thấy các tế bào thần kinh phản ứng với những khoảng trống này theo cách rất có tổ chức. Nó giống như não bộ chúng ta phản ứng với một tín hiệu bằng cách tạo ra nhiều cấu trúc đa chiều mô tả tín hiệu đó, rồi phá hủy những kết cấu đó đi. Các khối đa chiều bắt đầu bằng những thanh 1D, sau đó là mặt phẳng 2D, hình khối 3D, các hình học phức tạp hơn với 4D, 5D v.v. Hoạt động của bộ não giống như nó liên tục xây lâu đài các đa chiều, một cách thức vật chất hóa thông tin, sau đó xử lý và phá hủy nó đi.
Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục. Những phát hiện này cung cấp bức tranh mới đầy mê hoặc về cách não xử lý thông tin, nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng vẫn chưa rõ điều gì điều khiển các cụ và lỗ trống hình thành. Hơn nữa, các chuyên gia lưu ý rằng trong khi các hình dạng 3 chiều trong thực tế chỉ có chiều cao, chiều rộng và chiều sâu, thì toán học được sử dụng để xác định các hình dạng này có thể chứa đến 5, 6, 7 hoặc lên đến 11 chiều. Ngoài không gian vật lý, không gian với số chiều cao hơn thường được sử dụng để biểu diễn cấu trúc dữ liệu phức tạp hoặc các điều kiện của hệ thống. Ví dụ, trạng thái của một hệ động lực trong không gian trạng thái, vân vân. Không gian này là sự kết hợp của tất cả các bậc tự do mà hệ có và trạng thái của nó biểu diễn bởi các giá trị giả định gán cho các bậc tự do này. Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học topo đại số để mô tả các cấu trúc khác nhau và các không gian hình học đa chiều trong mạng não người. Từ đó, nghiên cứu tiết lộ về cách các mạng lưới được hình thành, đồng thời chúng được xen kẽ trong một sự thống nhất, tạo ra một cấu trúc hình học chính xác. Các nhà khoa học đã tìm thấy một thế giới mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đây. Họ phát hiện ra rằng hàng chục triệu đối tượng, ngay cả trong một phần nhỏ của não, có tới 7 chiều. Tuy nhiên, trong một số mạng lưới, họ thậm chí còn phát hiện ra các cấu trúc lên tới 11 chiều. Sẽ cần nhiều công việc hơn để xác định mức độ phức tạp của các cấu trúc hình học đa chiều được hình thành bởi các tế bào thần kinh của chúng ta, tương ứng với sự phức tạp của các nhiệm vụ nhận thức khác nhau. Nhưng đây chắc chắn là một bước tiến mới để hiểu rõ bộ não, linh hồn của loài người. Những gì xảy ra khi bạn suy nghĩ? Làm sao bạn tích trữ tri thức và mang ra dùng bất cứ lúc nào? Bạn trữ các dữ liệu thông tin mình kiếm được ở đâu? Đó là những bí mật chưa từng biết về bộ não người. Nếu bạn sống được 70 tuổi, bạn sẽ có thể nhớ chừng 15.000 tỷ điều riêng biệt, từ con số điện thoại của bạn đến hình thể quả dưa hấu. Và kinh ngạc thay, trí nhớ tiềm ẩn hay còn gọi là tiềm thức của bạn có thể chứa nhiều sự kiện hơn nữa. Để nắm giữ các sự kiện này, não bạn dùng hơn 10.000 triệu tế bào thần kinh. Và ngay chính giờ phút này đây, bạn đang sử dụng chúng. Bác sĩ Irvin Moon đã nói, não con người chứa đựng nhiều dây thần kinh hơn 100 lần so với tất cả các hệ thống điện thoại thế giới hợp lại. Rải rác trên thân thể chúng ta có chừng 200.000 tế bào nhiệt kế sống, nửa triệu tế bào cảm áp lực và 3 hay 4 triệu tế bào cảm đau đớn. Các tín hiệu điện từ các tế bào này cộng thêm các tín hiệu từ mắt, tai, mũi và từ các khu vực nhạy cảm để nếm, sờ mó, tất cả đều dẫn về não, nơi đó mới lộn xộn các tín hiệu được phân loại, tích trữ và hành động. Hệ thống thần kinh của con người thông thường vận dụng 100 triệu cảm giác trong một giây. Bộ não chúng ta quả thực là một siêu máy tính diệu kỳ. Một tạp chí tuyên bố rằng cần có một bề mặt rộng bằng bề mặt trái đất để máy tính có thể có đủ chỗ chứa, ghi chép và tính toán dữ kiện mà một bộ óc con người ghi chép và dùng đến. Ai kiến tạo ra máy tính? Kỳ diệu này tức là trung tâm thông tin thân thể chúng ta. Một điều rõ ràng là khi con người dùng não mình, người ta dùng chúng một cách tự nhiên những thứ sẵn có đã được lập trình. Con người không thể quy hoạch hay phát triển nó. Kết luận hợp lý duy nhất là đấng tạo hóa của chúng ta đã làm ra nó. Nghe có vẻ hơi thiên về tôn giáo một chút, nhưng kỳ thật, não con người phức tạp vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Không chỉ có não, các bộ phận khác của thân thể chúng ta cũng chứa đựng những điều kỳ diệu của tạo hóa. Ví dụ như tim chúng ta chỉ nặng chừng 297 gram, nhưng nó bơm 100.000 lần một ngày, hay chừng 400 triệu lần một năm. Trong cuộc đời của một con người, nó bơm như vậy đến 70 năm hay lâu hơn nữa, bơm không ngừng nghỉ. Nó tự chế ngự, nó không cần nguồn năng lượng từ bên ngoài và nó không hề tạm dừng lại để bảo trì hay đổ thêm nhiên liệu. Vậy ai đã làm ra chiếc máy bơm tự hành, tự chế ngự và tự động này? Với hết cả nỗ lực của mình, con người chỉ có thể bắt chước kiểu mẫu hoàn hảo của nó. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ tiến gần để sánh kịp cơ chế đó. Con người bình thường có chừng 5,4 lít máu mà quả tim lưu thông liên tục. Trong lượng máu này có 25 triệu triệu hồng cầu mà 10 triệu trong số đó cần được thay thế mỗi giây. Hay ví dụ về mắt con người, nó được kiến tạo riêng bằng quang kế cực nhạy, lập tức điều chỉnh tiêu cự tự động hay tự nhắm, thấu kính có góc thị trường rộng, in hình màu ngay tức thì. Đây chỉ là vài đặc điểm đáng kể của mắt con người. Quay trở lại với bộ não con người, theo ước tính, tốc độ dẫn truyền xung thần kinh đến và đi từ não bộ vào khoảng hơn 270 km/h, nghĩa là chỉ mất chưa đến 2% giây để truyền từ ngón chân lên đến não. Khi não hoạt động, nó tỏa ra cùng một lượng năng lượng với một chiếc bóng đèn 10W.
các hình ảnh quảng cáo mô tả một chiếc bóng đèn phát sáng trên đầu. Khi ai đó nghĩ ra một sáng kiến lớn, thực chất mô tả đúng nghĩa đen của quá trình này. Bộ não chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng cơ thể của chúng ta, nhưng tiêu thụ tới 20% lượng oxy đi vào máu, nhiều hơn bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể. Điều này khiến nó cực kỳ dễ bị tổn thương khi thiếu oxy,